Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tận dụng cái máy in tem ảo thuật đó, rồi mà mình dùng để in tem Shopee luôn, in các bên vận chuyển. Rồi thì mình đã cài drawer máy in ảo thuật rồi, thì bây giờ mình cài thêm một cái drawer nữa. Thì drawer này nó kích cỡ là A7, 75x100 á. Rồi thì đầu tiên mình tải cái link drawer về trước nha. Cái này mình để dưới phần mô tả ha. Thì sau khi mình tải về á thì đây nè, drawer của nó nha. Thì mình nhấp vào cái drawer mình cài ha. Rồi, accept này. Rồi mình chọn chỗ này, mình chọn order nha. Nét này. Rồi nếu như con máy của mình là máy 365B, mình chọn 365B. Còn máy của bạn nào mà 350B á, thì mình kéo lên mình chọn 350B nha. Rồi mình chọn đúng máy rồi mình bấm nét ha. Rồi sau đó mình đặt tên ngay chỗ này luôn nha. Thì tại vì mình dùng hai cái một máy in nhưng mà hai tính năng khác nhau á, cho nên mình đặt tên để mình dễ nhận biết thì khi nào mình dùng máy nào á. Rồi mình đặt là tên là đơn hàng ha. Sau đó bấm nét nè. Finish nè. Bấm scroll. Sau khi mình cài xong rồi á thì chỗ cửa sổ tìm kiếm này mình gõ control ha. À, nó ra ha. Nó ra cái chỗ này. Hoặc là bạn nào tiếng Việt thì nó ra là bảng điều khiển á. Mình gõ chữ panel lại ra. Rồi sau đó mình bấm cái ô đầu tiên nè. Rồi nó hiện ra cái bảng như này. Mình chọn View Device and Printer. Còn nếu bạn nào mà thuộc Win 11 á thì nó cũng tương tự như vậy. Bạn tìm chỗ nào chỗ View Device and Printer được ha. Rồi sau đó mình main của mình mới cài, mình đặt tên là 350B nè, 365B đơn hàng nè. Sau đó bấm nhấp vào, bấm chuột phải nha. Mình chọn printer royalty nè. Nếu như mà nãy bạn nào mà chưa có cài tên cái tên á thì bây giờ mình đặt tên lại cũng được ha. Mình đặt tên lại là cũng được nha. Sau khi mình đặt tên rồi bấm ok ha. Rồi bắt đầu bây giờ mình vô mình tùy chỉnh thông số nha. Bấm ra chuột phải nè, printer royalty nè. Rồi bấm chỗ này nha. Chỗ này royalty nè. Sau đó bấm repairing nè. Thì cái này mình chỉnh sửa cái kích thước của cái giấy in nha. Thì bình thường 365B hoặc là 350B thì mấy bạn hay mua khổ 75x100 á. Chọn bay setup này. Mình đặt new nha. Rồi mình đặt là tem A7 ha. Cái này mình đặt bao nhiêu cũng được tỉ mình. Rồi bề ngang của mình là 75mm nha. Thì dọc sẽ là 100mm. Rồi hai cái này mình chỉnh về 0 hết ha. Sau đó mới ok nè. Apply nè. Rồi khi mà mình chỉnh in tem ảo thuật á, in tem đơn hàng Shopee á, thì cái tem logo của Shopee á mình cần chỉnh cho nó đậm hơn ha. Mình vào cái chỗ này luôn. Mình vào cái chỗ non nè. Chọn cái non nha. Sau đó apply nè. Sau bấm color nè. Mình điều chỉnh này nha. Điều chỉnh về âm 88 ha. Thì cỡ âm 70, 80, 88 gì cũng được ha. Không cần chính xác. Mình chỉnh như này thì cái logo Shopee nó sẽ đậm lên. Sau đó apply nè. Sau đó bấm ok nè. Rồi sau đó mình chọn bọt nha. Cổng. Rồi cái nào mà USB á thì mình nhấp vào ha. Nè USB nè. Mình chọn USB cao nhất á. USB 1 nè. Hoặc là USB phù hợp nha, tùy theo ví dụ mình có dưỡng in á thì mình coi cái nào USB của nó mình nhấp vào. Thì khi mình nhấp xong apply mình cái mình in test á, nếu nó ra đúng của nó, còn mà sai thì mình chọn lại thôi, không sao hết. Apply nè. Sau đó ok ha. Rồi sau đó là xong. Rồi khi mà in đơn hàng á thì mình vào cái đơn hàng nè. Sau đó mình chọn, khi mà mình bấm in á thì nó cái chỗ này sẽ bình thường á, nó sẽ là lưu file dạng PDF này. Nhưng mà để mình chọn đúng tên đó thì nãy mình đặt tên gì thì giờ mình chọn đúng tên nó là được nha. Cái chỗ máy in disk nè, mình chọn là xem thêm ha. Rồi mới cài nè, in đơn hàng nè. Đó. Là trước khi in nha, mình xem cái khổ in của mình nè đã vừa với vùng giấy, vừa với cái vùng in được chưa. Đó như mình nha, là mình thấy nó cái khổ tem của TikTok nó vừa với cái tờ giấy rồi, sau đó mình chỉ việc nhắn in thôi. Đây mình bấm vừa với vùng in được nha. Sau đó bấm in là được ha. Rồi thì khi với mọi bạn in mã hoạch á thì với bạn vẫn chọn mấy tên mấy in mã hoạch bình thường,
thì khi nào mình in tem Shopee thì mình chọn tên là mấy anh tem Shopee hoặc là anh tem đơn hàng, thì tùy theo khi mình cài ra Word mấy bạn đặt tên nào thì mình nhớ mình chọn đúng tên là được thôi. Thì một lần á, thì mình có thể sử dụng hai cái loại tem khác nhau tùy ý luôn.